Rất vui được gặp lại các bác tại chuyên mục CD yêu thích phần thứ 74 của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Chuyên mục được lên sóng vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Và trước khi bắt đầu khám phá 6 album được yêu thích nhất của tuần này thì em sẽ công bố kết quả của chương trình mini game đoán trúng trúng thưởng em đã đăng vào tối thứ 2 vừa rồi nhá. Bắt cho số cuối trong series tuần 500 là 822 và tuần này thì có tới 2 khách trúng nhá. Anh đầu tiên có tên là Khánh Trần ở trên YouTube, mình còn đoán là 822, tức là đoán trúng cả 3 luôn thì em sẽ tặng cho mình là miễn phí 3 CD trị giá là 450. Và một vị khách nữa có nickname trên YouTube là Nguyễn Kim Oanh thì mình đoán là 722, chỉ tiếc là có sai đúng chữ số đầu tiên thôi nhưng mà không sao cả. Em vẫn tặng cho mình là miễn phí một CD trị giá là 150. Và nếu mà cả hai bác đang xem clip thì vui lòng nhắn tin qua Zalo tên này, địa chỉ và số điện thoại để em gửi tặng đĩa tận nơi cho mình nhá. Thực sự là lâu lắm rồi mới có hai người cùng trúng thưởng như này đấy ạ. Trở lại với 6 cái album đặc sắc nhất trong tuần thì em đang giao tròn là 1.1 triệu. Mình phải ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn. Ngoài ra các bác có thể mua lẻ nhá. Quay đến đâu sẽ báo giá từng đĩa đến đó. Mở đầu sẽ là album Quang Dũng Những Gì Còn Lại, và toàn bộ clip ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng những ca khúc trong cái album này nhá. Với những bác nào mà thích chất giọng lãng tử của Quang Dũng thì đây là một trong những album rất đáng để tham khảo. Có Quê Xa này, có Chợt Nhớ này, Yêu Anh Bằng Cả Trái Tim, Nếu Như, Một Thời Để Yêu, Bài Hát Du Cho Em, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Còn hiện tại thì các bác đã được nghe thử Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui, bài đầu tiên luôn nhá. Em đang giao cái đĩa này là 250. Quang Dũng Những Gì Còn Lại nhá, địa chính hãng của Viết Tân phát hành, tem mác đầy đủ này, ở trong này thì có tranh ảnh và có lời bài hát thêm. Quang Dũng thì hiện tại có rất là nhiều album nữa, thì mình mà bác nào mà muốn tham khảo thêm thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em sẽ gửi ảnh thêm cho mình chọn nhá. Những Gì Còn Lại 250. Và hôm nay em có một cái chương trình của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, một trong những cái đĩa mới nhất của Tố Nga luôn, đó là Vol 12 album Trăng. Cái này là đĩa tái bản F1, em đang giao là 150 bởi vì cái đĩa xịn thì hiện tại bây giờ đang tạm hết, ca sĩ cũng chưa phát hành trở lại thêm thì em sẽ bán F1 nhá. Cái này là 150 thôi nhưng mà rất là nhiều bài hay và toàn là những ca khúc chủ đề về, có vẻ như là về trăng đúng không nào. Em thấy có trăng chiều này, rồi thì mong chờ này, có tình ca mặt trời, tóc gió thôi bay, trở về dòng sông tuổi thơ, hay là cơn mưa sang đò và về đi em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Album tên là Trăng luôn nhá, Vol 12 của Tố Nga. Một giọng hát vốn rất là quen thuộc với những bác nam mà yêu dòng nhạc quê hương trữ tình rồi đúng không nào. Và gần đây thì Tố Nga có ra thêm những cái album nhạc thể loại kiểu nhạc vàng, nhạc xưa như này, em thấy cũng rất là hay nhá. 150 này. Một album đĩa chính hãng ngày hôm nay em nghĩ là các bác cũng nên tham khảo, đó là giọng ca Bảo Nguyên, album Khúc Tình Biệt Ly. Chàng này thì hát, cho dù độ tuổi rất trẻ nhưng mà hát những cái bản mà nghe toàn là cực kỳ là tình nhá, rất là sầu lắng này, như là Pháo Hồng Tiện Đưa, rồi thì Thu Tình Em Gái, Chiều Thương Đô Thị, Bước Chân Phiêu Bạt, Khúc Tình Biệt Ly. Thực sự là những cái giọng hát của bạn này em nghe thấy khá là ấn tượng, dù rằng lúc đầu mình nghe các ca khúc này cũng toàn là bài lạ cơ, không phải là những bài em quá là quen đâu, nhưng mà giọng hát cũng như là cách hòa âm trong cái album này làm rất là dễ nghe. Khúc Tình Biệt Ly nhá, các bác nên tham khảo thử nhá. Em đang giao cái này là 250 đĩa chính hãng nhá, có cả chữ ký của ca sĩ. Cái album này thì phát hành từ khoảng năm 2020-21 rồi, nhưng mà kiểu do cái quá trình marketing quảng bá nó chưa rầm rộ ấy, cho nên có thể nhiều bác không để ý thôi, nhưng mà một trong album nhạc tình khá là hay, 250 nhá. Và hôm nay thì em có đến 3 cái chương trình nhạc nước ngoài và nó sẽ theo chủ đề là Love Song này, và chủ đề disco, tức là những cái dòng nhạc tình ca, rồi thì những cái bản nhạc disco sập sình nổi tiếng của thập niên 80-90. Và đây đều là cái 3 cái đĩa em bán khá là nhiều tại shop và đã quảng cáo trong một số những combo đĩa test rồi. Trong cái Love Song, cái này em không nhớ là vốn mấy, hình như là vol 1 nhá. Nó sẽ có đến 17 ca khúc, những cái bản các bác có thể đã từng nghe trong những cái bộ phim nước ngoài rồi, hoặc là những căn bản đây là những cái bản tình ca quen thuộc mà thập niên 80-90, những ca khúc này quá là nổi tiếng, như là Take My Breath Away này, có Say You Say Me của Lionel Richie này, hay là The Sound of Silence, có Hero của Mariah Carey, hay là Tears in Heaven của Eric Clapton, có bản Big Big World của Emilia nữa. Thực sự là cái bài trong này rất là quen, cả Bonnie M, cái bản Rival ở Babylon, những ca khúc Love Song, những cái bản tình ca nổi tiếng đấy ạ. Mọi người hay gọi đây là những ca khúc đi cùng năm tháng đúng không nào, bởi vì là nó gần như là đã
ăn sâu vào trong ký ức của những thế hệ 8X, 9X rồi. Thì đây là vôn 1, 17 bài, 150 thôi nhá, rất là vừa. Còn vôn 2 cũng thế, cũng là 150 và bổ sung thêm 16 bài nữa. Và trong này cũng toàn là những cái giọng ca, những cái tầng lớp kiểu diva, divo của thế giới luôn, như là Celine Dion, có cả Michael Learn to Rock, này có Elton John, có ban nhạc BG, có những Richard Marx hay là Air Supply. Và đặc biệt là có cả bài đầu tiên là I Will Always Love You của Whitney Houston nhá. Trong này thì em khoái nhất là thử loa với cái Hotel California của Eagle, nghe những tiếng trống đầu tiên lúc cái đoạn dạo nhạc thôi là đã thấy tưng bừng luôn rồi. Một trong những ca khúc nhạc rock kinh điển đúng không nào. Love Song Vol 2 nha, anh cũng đang giao. Cái này là 150, các bác có thể mua theo bộ nha. Hai đĩa này đều rất là hay và tổng hợp cái list bài quen thuộc. Nhưng mà nhắc đến cái thập niên cũ thì không thể bỏ qua một cái dòng nhạc có thể nói là vượt thời đại rồi đúng không nào. Những bản nhạc disco thập niên 80, trong này sẽ tổng hợp ra bao nhiêu, 16 bài với rất là nhiều những cái nhóm nhạc thời đấy, như là Joy này, Bad Boy Blue này, có Modern Talking, Boney M, Sissy Cat hay là BG, có cả nữ hoàng disco Sandra cũng rất là nổi tiếng nữa. Nói chung là đầy đủ hết, mỗi nhóm, mỗi nghệ sĩ một cái bài kinh điển trong này. Và em thấy là hãng họ cũng đã khá là chu đáo khi mà có điền thêm cả năm phát hành của từng cái bài hát một nhá, năm 7 mấy, năm 8 mấy này, họ ghi rõ rất là đầy đủ. 16 ca khúc disco nổi tiếng cho các bác quay về một thời tuổi thơ đúng không nào, rất là hoài niệm. Hồi xưa là đám cưới đám xin là mọi nhà hay bật những cái bản kiểu này thôi, sập sình mấy ngày mấy đêm. The Best of Disco 80, 150 nhá. Ba cái chương trình nước ngoài này em nghĩ là rất là quen thuộc, nhưng mà các bác ai cũng có thể nghe được, mà nghe cũng rất là hoài niệm luôn, bởi vì đều là những cái bài quen mình đã từng nghe đâu đấy một thời rồi. Và hôm nay thì chọn bộ 6 đĩa, em đang tính chọn là 1.1 triệu, miễn phí ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn. Bình thường là phải đơn từ 1.5 triệu hoặc là từ 10 đĩa em mới tặng cơ, nhưng với những bác nào mà mua theo bộ như này thì em sẽ có những khuyến mại nhỏ nhỏ. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt, cũng như là chúc các bác hai ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè.